Hãy mừng vui, tạ ơn Chúa, cảm ơn Thánh Nữ Teresa và mừng bổn mạng của giáo họ Cao Vác. Xin cộng đoàn có tràng vỗ tay để chúc mừng giáo họ. Tất cả mọi người chúng ta đến đây đều với một tình yêu lớn, mặc dù những cử chỉ của chúng ta rất nhỏ, nhưng Thiên Chúa luôn luôn ghi nhận tất cả tình yêu đó. Giờ đây chúng ta dâng lên Thiên Chúa những hy sinh giống như Thánh Nữ Teresa, những hy sinh rất nhỏ hợp với của lễ của Chúa Giêsu, để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu nguyện cho bình an nơi quê hương đất nước chúng ta. Chúng ta cùng nhau ăn năn sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức và Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. con đường phó thác để muôn đời được chiêm ngưỡng thánh nhan.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Tiên tri Isaiah: Các ngươi hãy vui mừng với Jerusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no lê, lời vũ an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế lời: Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ấm vào lòng và lâm lưu trên bầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ lâm lưu con. Và tại Jerusalem, các ngươi sẽ được an ủi, các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ lẩy lở như hoa cỏ, và tới Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa. Đó là lời Chúa. Danh lời con không bỏ tay, viền quá tận tay con phơi, theo Chúa con sống tận ba, vinh hoa xin hãy lãnh ra. Lòng con không gian tự con không gian tự ta, con không gian tự tới. Một người đàn ông cứ ở như vậy là điều tốt,
đã bị ràng buộc với vợ chăng? Anh chớ tìm phương tháo gỡ. Chưa bị ràng buộc với vợ ư, thì đừng tìm cho có vợ. Nhưng nếu anh lấy vợ thì chẳng có tội gì. Và nếu một trinh nữ đi lấy chồng, nàng cũng chẳng có tội gì. Song những người đó sẽ chuốc khổ vào thân. Tôi thì muốn anh em khỏi điều đó. Vậy hỡi anh em, tôi muốn nói điều này. Thời gian vắn vỏi, cho nên chỉ còn cách là cho những ai có vợ hãy ở như không có. Những kẻ khóc như không khóc, những kẻ vui như không vui, những kẻ mua như không chiếm giữ, và những kẻ dùng của thế gian như không dùng vậy. Vì trên bộ mặt thế gian này qua đi, phần tôi muốn cho anh em thoát khỏi mọi nỗi lo lắng. Người không cưới vợ thì lo lắng việc Chúa, làm sao cho đẹp lòng Chúa. Người đã kết hôn thì lo lắng việc đời, làm sao cho hài lòng vợ. Và như thế là vì chia sẻ, phụ nữ độc thân và người trinh nữ thì lo lắng việc Chúa, để cho thân xác cũng như tinh thần đều được nên thánh. Còn người đã kết hôn thì lo lắng việc đời, làm sao cho đẹp lòng chồng. Tôi nói thế là vì sự lợi ích của anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu. Tôi mong anh em sống đoan chính và được liên kết với Chúa, không còn gặp trở ngại. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: Thật thầy bảo các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ và toàn thể quý khách, trong đó các anh chị em bên tôn giáo bạn đến với giáo họ Ca Bác hôm nay, đến chỗ này chúng ta thấy cái khẩu hiệu rất ý nghĩa mà mọi người có thuộc không ấy nhé, mọi người có để ý không ấy nhé, ban ca có để ý không, mấy bà mấy sơ có để ý không? Đây này, tôi đọc này: xin nhớ rằng không có gì là nhỏ bé với Chúa. Xin nhớ rằng không có gì là nhỏ bé đối với Chúa, hãy làm việc trong tình yêu. Đây là khẩu hiệu mà tôi bắt đầu tôi đến đây tôi thấy
ấn tượng ở khẩu hiệu này. Và nó vẫn vào cái giáo họ Cao Bác này. Ở nhà chỉ có 13 người thôi nha, mà 10 người ốm nữa, đau chân rồi là đau gối rồi đủ thứ, chỉ có 10 người thôi. Vậy mà với Chúa không nhỏ, bởi vì Chúa vẫn coi Cao Bác này là một hội thánh của Chúa. Con số 13 hay lắm đấy chứ. Con số 13 là 12 tông đồ, với Chúa là 13, làm thành một cái giáo hội tại địa phương này. Nên nơi đây không phải là nhỏ bé. Và đặc biệt nơi những con người ở đây về con số nhỏ bé nhưng tình yêu thì rất lớn. Còn có tới 156 người đi xa quê nữa. Họ xa quê nhưng tình yêu của họ vẫn lớn. Nhờ những người xa quê hôm nay về công tác với 13 cái anh tài ở Cao Bác này đã làm nên một cuộc lễ rất đẹp tại nơi đây. 13 người mà gìn giữ ngôi nhà thờ này là mới có 15 năm ấy thôi. 2008 đặt viên đá đầu tiên, hôm nay là 2023 là chúng ta làm phép, thế là có 15 năm ấy mà. Thế 15 năm đó vẫn dai dẳng, vẫn kiên trì, vẫn chịu khó, vẫn cộng tác với nhau để người ở nhà cũng như người xa nhà làm nên ngôi nhà thờ rất chắc chắn và đẹp đẽ. Không hết, lại còn 2-3 đài nữa cơ. Mấy nơi được có vậy đâu. Rồi nghe nói là cái chỗ đất kia kìa, có người đã hiến cho nhà thờ rồi nha. Mai kia là mở rộng khuôn viên ra nữa cơ. Tôi đi qua đằng sau tôi thấy cái chỗ để xe kìa, không biết ai đổ mà đẹp quá. Tôi bảo cái này cho nhà thờ thì tuyệt vời. Tôi hỏi Đức Ông, Đức Ông bảo họ này nó ít người lắm. Mà ít người thì ít chứ, không có gì là nhỏ bé với Chúa mà. Nên là chúng ta làm các việc ở đây làm cho Chúa. Thì Thánh nữ Teresa Hải Đồng nói thế này: nhặt một cọng rác thôi vì lòng yêu mến Chúa thì cũng có giá trị cứu được một linh hồn ở trong lửa luyện tội. Thánh nữ Teresa không làm chuyện lớn, vậy mà bà giữ nhiều chức lớn. Không làm nhiều chuyện lớn mà giữ nhiều chức lớn là thế nào? Thưa là bổn mạng của các sứ truyền giáo. Không đi truyền giáo mà phải bằng ngang tránh ngang với Thánh Francisco Xavier đi truyền giáo ở phương Đông này. Thánh nữ Teresa ước ao tới Việt Nam để có thể truyền giáo. Ngài ở trong nhà dòng kín, dòng các men dòng kín, kín bưng chứ không phải là nửa kín nửa hở đâu. Kín bưng á, nên là bà con ấy rồi ấy, giống như người chết không được ra ngoài nữa ấy. Thời đó nó họ còn ngặt lắm. Vậy mà lại là bổn mạng của các sứ truyền giáo. Ngài cầu nguyện cho các linh mục ngày ở đó, nhưng ngài hướng tới các linh mục để cho việc truyền giáo của các ngài đạt được kết quả tốt đẹp. Nên bổn mạng truyền giáo. Còn bổn mạng cái gì nữa? Thưa bổn mạng của giới trẻ. Người sống có 24 năm thôi, sống có 24 năm trên đời thôi, nhưng làm được rất nhiều những việc nhỏ mà vĩ đại. Chỉ cần một cái này thôi, mà cái này là cái đời thường chúng ta nó có. Chỉ cần nhịn một cái tức với người khác thôi. Bà làm thế này này, các anh chị em đọc cái chuyện một tâm hồn của bà nó hay lắm. Một cái chuyện như này, ví dụ chị đi giặt quần áo, bên cạnh một cái chị khác cũng giặt quần áo. Giặt quần áo thì cái chị kia chị giặt nó bắn tung tóe lên mặt. Teresa bảo tức thật đi, cái chị này vô ý vô tư, mình thế này bây giờ lại giặt bắn xà phòng tung tóe lên mặt. Nhưng chị không trách và chị không giận, mà chị đến tâm sự với Chúa. Mẹ Chúa, cái chị giặt xà phòng bắn cả vào mắt con rồi này, bắn cả vào mặt con này, nhưng con dâng cái này cho Chúa vì yêu mến Chúa.
rất nhỏ thôi, rất nhỏ. Hay là chỉ lên nhà nguyện thì bên cạnh cô chị cứ là cái này. Chúng ta cứ thử mà xem, nếu như mà cái người mà có cái tâm hồn đạo đức thinh yêu thích thì lạ, mà có người bên cạnh nó lạch cạch là khó chịu lắm. Không tin có hỏi Đức Ông nhé, tôi tin hỏi Đức Ông. Nhưng mà đơn cầu nguyện mà anh nào lạch cạch bên cạnh là khó chịu lắm. Nhưng mà Thánh Linh ra không, dâng cho Chúa, lạy Chúa. Con dâng cái khó chịu này cho Chúa để cầu nguyện cho các linh mục đang đi truyền giảng. Rất nhỏ nhưng với tình yêu của Ngài là tình yêu lớn, là bổn mạng của giới trẻ. Và Ngài là tiến sĩ hội thánh. Chúng ta nhớ trong giáo hội công giáo hiện nay mới có ba nữ tiến sĩ hội thánh thôi nhá, ba thánh nữ: thánh nữ Catalina, thánh Siena, thánh nữ Teresa Avila và thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu. Con đường của Ngài lên tiến sĩ là gì? Thưa, con đường tình yêu, làm tất cả với tình yêu, làm tất cả với tâm tình phó thác cho Chúa, phó hết cho Chúa. Và ngay từ nhỏ Ngài đã có tâm tình phó thác mà khôn lắm chứ không phải không đâu. Một hôm ông bố là ông Martin, ông dẫn con lúc đó còn nhỏ vào trong thăm Đức Giám Mục. Đức Giám Mục mới bảo Teresa, trông con nhỏ bé đẹp đẽ thế này, cha tặng cho con một món quà. Hai tay cha cầm hai món quà, con chọn món nào? Không cho biết, chọn chọn món nào vậy nhá. Teresa nhìn bên này không biết bên nào nó có bên nào, ví dụ bên này nó có cái nhẫn vàng thì tuyệt vời, ở bên này chỉ có tờ giấy thôi, mình chọn cái nào. Chị em có biết Teresa chọn kiểu gì không? Bà nói: xin Đức Cha chọn cho con. Quá thể, khôn quá thể nhá. Xin Đức Cha chọn cho con. Đức Cha biết rõ trong tay Đức Cha cầm cái gì. Đức Cha biết rõ trong tay Đức Cha cái gì là quý hơn mà tốt hơn cho con, thì Đức Cha chọn cho con. Và Ngài cũng nói với Chúa trọn đời: xin Chúa chọn cho con cái phần tốt nhất đối với con. Thì hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Nữ Teresa ở đây. Mỗi người hãy cố gắng. Ở đây chúng ta đang đọc thấy những tình yêu lớn nơi những nghĩa cử có thể nhỏ thôi nhưng làm với tình yêu lớn. Chúng tôi biết những ngày này Bác Trạch nhiều lễ lắm, bao nhiêu lễ chuyển mộ các đấng hải, đấng các tôi tới Chúa, xong là chuyển mộ các cha, rồi xây mộ nọ xây mộ kia, lễ liên tục. Tôi theo dõi liên tục ở trên mạng, liên tục lễ ở Bác Trạch. Vậy mà hôm nay vẫn đến đây đông đủ thế này. Một giáo họ có 13 người thôi và một số anh chị em ở miền Nam về thôi. Nhưng chúng ta đã làm một nghĩa cử đẹp ở đây, mặc dù nó nhỏ thôi, đi lễ từ Bắc Đại về đến nhỏ thôi, nhưng mang một cái tình yêu lớn đến nơi này để tạo nên một cuộc lễ rất tốt đẹp. Chúng ta thấy không, mỗi ông cầm micro ông ấy nói tí thôi, và ông này nói thì không phải là MC chuyên môn, thế mà đoàn rước đâu vào đấy. Ê, đi rước đâu vào đấy, đẹp đẽ lắm, đi trật tự, đi đàng hoàng, đi nghiêm chỉnh. Rồi nó thiếu tốn đủ đàng, thiếu cả cậu giúp lễ, thiếu cả thầy giúp lễ vân vân. Vậy mà chúng ta vẫn có những người anh thanh niên đến đây tình nguyện, có lẽ cả đời chả giúp lễ bao giờ. Anh này chắc cả đời chẳng giúp lễ đâu, hôm nay vớ được là bắt cóc lên đây đấy. Đó là với tình, một việc nhỏ thôi nhưng không nhỏ trước mặt Chúa, bởi vì chúng ta làm với tình yêu lớn. Ở đây chúng ta đang làm việc với tình yêu lớn, và chính vì cái tình yêu lớn đó đã làm cho Thánh Nữ Teresa không phải là vinh dự cho Ngài, nhưng để Ngài tiếp tục mưa hoa hồng tại vùng đất này. 13 người ở nhà vẫn sáng tối kinh lễ, mở cửa đều, và nghe nói rất nhiều anh chị em tôn giáo bà tới đây khấn và được rất nhiều ơn của Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giêsu. Chuyện đó không lạ, bởi vì bà nói bà mưa hoa hồng chứ mà. Bà về trời, tôi sẽ mưa hoa hồng xuống trên thế giới này, và trong đó có mảnh đất cao bát này. Hôm nay chúng ta xin Thánh Nữ Teresa tiếp tục mưa hoa hồng xuống trên mỗi người chúng ta, để tâm hồn mỗi người là một bông hoa hồng. Thưa chị em, hoa hồng nó hay lắm.
Hoa hồng không những nó là chúa loài hoa, mà khi anh chị em cứ thử nhé, bây giờ về nhà thử nhé, ngắt một bông hoa hồng, anh chị em cho vào tay, anh chị em vò, vứt hoa hồng đi, nó còn cái gì ở đấy nhỉ? Thưa, nó còn mùi thơm ở đấy nhỉ? Đúng vậy, tất nhiên đau khổ của chúng ta, tất cả có thể những cái hiểu lầm của chúng ta, tất cả những cái khó khăn của chúng ta, nó làm cho chúng ta bị nhàu nát như một cánh hoa hồng vậy. Người ta vò, có thể người này khác bị vò, có thể người này khác bị xé đi, có thể bị ném đi, nhưng vẫn để lại những mùi hương hoa rất tốt. Thế thì hôm nay chúng ta đến đây vất vả, trời nắng nôi, rồi có thể những công việc tại giáo xứ nó rất nhiều, không biết ban ca hát bao nhiêu bài ca rồi, ban kèn phải thổi bao nhiêu bài kèn rồi, rất vất vả, nhưng vẫn để lại nơi đây những mùi hương hoa tốt lành của tình yêu. Bởi vì đối với Chúa, tình yêu là quan trọng nhất. Xin cho tình yêu của Chúa tiếp tục triển ở nơi đây, để cuộc sống phó thác của chúng ta có đường lên thánh, con đường lên thiên đàng, bằng con đường đơn sơ phó thác của Thánh Nữ Teresa, mà Chúa nói trong phúc âm hôm nay là những ai nên giống trẻ nhỏ sẽ được vào nước thiên đàng. Trẻ nhỏ trong trắng, trẻ nhỏ đơn sơ, trẻ nhỏ phó thác, trẻ nhỏ tất cả phụ thuộc vào người lớn. Chúng ta hãy tiến thác cuộc đời chúng ta cho Chúa, để cuộc đời đó sẽ trở nên những bông hoa hồng của chúng ta tại gia đình, tại quê hương đất nước này. Chúng ta xin Thánh Nữ Teresa tiếp tục đổ hoa hồng xuống trên cộng đoàn chúng ta. Giờ đây chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được bảo hành. Vì loài người chúng ta mà để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Thánh Nữ Maria và đã làm người. Người siêu long ninh vào thật giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại, như lời kinh người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Thời đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép lửa để tha tội tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay giáo họ Cao Bác, giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch mừng kính Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu Quan Thầy. Trong tâm tình tạ ơn Chúa và mừng kính Thánh Quan Thầy, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Đa Minh chúng con và các vị chủ chân trong Hội Thánh luôn được hồn an sắc mạnh, tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để các ngài hướng dẫn Hội Thánh,
chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ta sẽ ngự nơi này vì ta ưa thích. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo họ chúng ta năng đến với thánh đường này để gặp gỡ Chúa và cùng nhau cử hành các mầu nhiệm thánh. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sứ mạng truyền giáo của giáo hội luôn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống đời thánh hiến luôn quan tâm đến việc truyền giáo của giáo hội bằng đời sống cầu nguyện và can đảm dấn thân vào các công cuộc loan báo tin mừng. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nước trời dành cho những ai có tâm hồn đơn sơ bé nhỏ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, đặc biệt những ai nhận Thánh Teresa hài đồng Giê-xu là bổn mạng, biết noi gương thánh nhân, sống vui vẻ và hy sinh, làm những việc nhỏ nhưng với tình yêu cao cả dành cho chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ lời Thánh Nữ Teresa hài đồng Giê-xu chuyển cầu, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà ban ơn trợ giúp cho chúng con, để chúng con biết sống thánh thiện và nhiệt thành làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin chúc công chúa.
cười để chọn tay nhiên chưa tràn niềm vui trong thần linh thanh thiên dâng tròn tình tha thiết xin chúc tụng Chúa đất trời bình yên ngàn đời bình yên ngàn đời bình yên thương chúc phúc cho đoàn con xin cha nhận của lễ chân tay xin chúc tụng Chúa đất trời bình yên ngàn đời bình yên. Thương chúc phúc cho đàn con xin cha nhận của lễ bình yên. Dâng lên Chúa và cùng đàn muôn câu hát chúc khen thành danh Chúa Trời. Xin giữ muôn lời ca, xin dâng lên ngàn hoa tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ bởi tay Cha để ra cùng tôn vinh danh Chúa và biểu thị cho chúng ta cùng con theo huệ thánh người. Thầy Chúa, chúng con ca tụng Chúa đã làm nhiều việc kỳ diệu nơi Thánh Nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Xin vui lòng chấp nhận lễ tế chúng con thành kính dâng lên Chúa và xin ban cho chúng con trung thành phụng sự Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các thánh là những đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiện nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng... Xin Chúa
dùng ơn Thánh Thần Chúa, thánh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con hoàn truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu khẩn trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Đa Minh chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương ngôi Chúa. Xin cho hết thảy được hòa hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse và Trăm Năm Nữ Trinh Nữ, các thánh tông đồ, thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh cho cứu thế và theo thể thức ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được ngừng hàng ngày, như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, xin chớ để cho
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho mình. Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Yeah.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận nhóm lên trong lòng chúng con lửa mến yêu xưa đã thúc đẩy Thánh Nữ Teresa hiến cuộc đời cho Chúa để cầu xin cho mọi người được ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin kính mời Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn an toàn. Trong kính Đức Cha, kính thưa Quý Cha và toàn thể Cộng đoàn, con xin thay lời cho Cộng đoàn giáo họ trước hết dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu luôn luôn gìn giữ và nâng đỡ giáo họ. Khi mà ông Trùm gọi đặt vấn đề và muốn xin Đức Cha về lễ con thầy hôm nay, con nghĩ bụng và ông Trùm này bảo thật rất là can đảm. Bởi vì ông Trùm thì đau yếu, trong họ thì còn có mười mấy người ở nhà thôi, 13 người ở nhà thôi, nhưng mà rồi cũng đâu vào đó. Đó là trước hết là tình thương Chúa và Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu luôn nâng đỡ giáo họ. Và hôm nay Đức Cha nó về được thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo họ, con sẽ thay lời cho cộng đoàn giáo họ cảm ơn Đức Cha, cảm ơn Quý Cha. Xin cảm ơn các cô quý ông bà và toàn thể anh chị em, tức là các ban kèn, ban trống, họ nhà sứ của giáo sứ Bắc Trạch và giáo sứ Bình Sơn, rồi tất cả những người đã hỗ trợ để làm cho cuộc lễ hôm nay thêm xuất sắc và long trọng. Hôm nay thì thưa Đức Cha là do họ thì có mấy người, nhưng mà chỉ có lo nước non thôi, chứ còn là từ ban trang trí rồi ban coi xe, tất cả những cái ban mà phụ thuộc là bên trong nhà xứ để ra giúp đỡ hết. Cho nên chúng ta thấy được cái tinh thần đoàn kết của và hỗ trợ của nhà xứ đối với các giáo họ, đặc biệt là đối với giáo họ không bắt hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành cho họ giáo một tình cảm và sự nâng đỡ. Xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Teresa luôn nâng đỡ và ban ơn cho mọi người chúng ta trong cuộc sống luôn trung thành với niềm tin của mình. Xin cảm ơn. Con đầy ngồi đây con nghe ông Đức ông bảo ông Trùng có chân rưỡi thôi, nhưng mà chúng ta thấy một cái tinh thần rất là đoàn kết yêu thương tại giáo sư Bắc Trạch này rất đáng nêu gương. Những gì mà chúng ta làm cho giáo họ Cao Bác ở đây đó là làm cho Chúa, làm cho giáo phận, nên là tôi với tư cách là người đứng đầu giáo phận cảm ơn cha xứ, cảm ơn mọi người, mọi thành phần dân Chúa trong giáo họ Cao Bác này, những người ở nhà cũng như những người xa nhà. Chắc chắn những người ở xa nhà đã viện trợ, đã giúp đỡ, thì ở nhà hoặc là có các ân nhân có thể làm nên được công trình nó đẹp, nó ý nghĩa và nó rất là trung tâm này ở cái vùng đất mà xung quanh cũng có nhà thờ Vinh Sơn thì nó là chuyện thường rồi, nhà thờ Vân Trạch nó là chuyện thường rồi, hay những cái xứ bên họ xung quanh nó xây dựng nên nó bình thường, nhưng có ít người mà làm được như thế này, có ít người mà tổ chức thánh lễ như thế này, ít nên Chúa thương những người nhỏ bé, những người khiêm tốn, nên là toàn thể giáo sứ Bắc Trạch đã đầu tư tại đây nên dưới sự lãnh đạo của cha xứ. Rồi ông Trùm giáo sứ Bắc Trạch, ban hội đồng giáo sứ và mọi người trong giáo sứ Bắc Trạch mấy ngày qua rất nhiều lễ, hát rất nhiều, kèn rất nhiều, rước rất nhiều, tổ chức rất nhiều, cầu nguyện rất nhiều, mà hôm nay đến đây một cách đông đủ, một cách nghiêm trang, một cách cung kính, một cách rất là nhiều tình mến và đức tin như thế này. Đây là một điều rất đáng khích lệ cho chúng tôi là những người làm công việc lãnh đạo, những người làm công việc tinh thần, những người làm công việc phục vụ quý cụ bà và anh chị em. Nên xin có tràng pháo tay để cảm ơn cha xứ và cảm ơn tất cả. Thế con không hiểu sao mà hôm nay cái họ nhỏ này mà đông các cha thế không nhỉ? Nào yêu quý. Trong hàng. Vâng. Thế thì thôi xin Chúa giờ đây chúng ta đứng để xin Chúa chúc lành cho toàn thể cộng đoàn chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời, ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa và thương táo thành trời đất
xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Trước khi thầy phó tế chúc bình an thì tôi thấy có hoa dưới kia mà ông trùm chân rưỡi đứng kia rồi, xin mời ông trùm lên đây tặng hoa đấy. Vâng, sau đây con xin kính mời Đức Cha, Quý Cha An Tòa cho ông trùm đại diện cho giáo hội chúng con có những hoa tươi xinh, đó là giỏ hoa của Thánh Nữ Teresa dâng lên Đức Cha đại diện cho Quý Cha đồng tế hôm nay. Là chúng con xin hết lòng cảm ơn, xin cầu đoàn đổ tràng vỗ tay ạ. Đúng là hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài. Đây là tuyệt vời nhất cho ngày đại lễ của giáo hội chúng con. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha và Quý Cha đồng tế rất nhiều và toàn thể ký cộng đoàn. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Xin dâng lên một bài ca mừng Thánh Nữ Teresa trên tiếng cung người. Chúng con trong cải đó thấy nước mê Chúa Trời xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn đức nữ đồng trinh hiền bình sang lao. Lạy ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu thương xót. Lạy trai tìm cửa thanh cửa tìm ra thanh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thanh Giuse là bạn thanh giải Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giờ đây các quý cha đang chụp những tấm ảnh lưu niệm cho giáo hội chúng con.